đầu cái câu chuyện cũ sẽ dở lại là câu chuyện của chùa Ba Vàng. Quý vị có thích nghe cái câu chuyện này không? Câu chuyện này tôi nghĩ là rất nhiều bà con cô bác hiện tại bây giờ đang quan tâm cái câu chuyện này rất là nhiều. Đang quan tâm với cái câu chuyện này nhiều lắm quý vị. Mình đang quan tâm nha. Quan tâm rất là nhiều với cái câu chuyện này nha. Đó, quý vị nghe nè. Cầu quan gia trái chủ đây. Cơ quan chức năng thành phố Uông Bí xác nhận có từ năm 2018 đến 2019 và cũng đã có một cuộc điều tra trong năm 2019 của nữ phóng viên liều mình thâm nhập 3 tháng vào chùa Ba Vàng để tìm hiểu sự thật về vòng bảo oán. Nhóm phóng viên 7 người của chúng tôi đã phải làm trong 3 tháng và chúng tôi đã phải đóng vai là những người đi thỉnh, những người mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn để đi và thâm nhập vào từng cái phòng, từng căn phòng một. Và thực ra khó khăn nhất là có thể ghi được bằng chứng, tại vì là kiểm tra rất kỹ, khám người rất kỹ, tất cả các thiết bị từ đồng hồ, kính, dây chuyền, thậm chí thắt lưng cũng bị kiểm tra. Ngoài ra thì còn chúng tôi còn vào, chúng tôi còn phải mặc một cái áo mà họ chuẩn bị sẵn ấy, để cho phòng cho cái việc là ví dụ như chúng ta có thể rắc ghi âm hoặc là sử dụng khúc quay phim. Rất nhiều trường hợp rất là cũng rất là khó hiểu, ví dụ như là không bán được nhà cũng đi gọi, không mặc nhiều mụn cũng đi gọi, lâm nhiều mụn cũng đi, nhiều khi là hay là con không đến trường cũng đi gọi đi thỉnh long, thì bọn em cũng rất là chăn trở. Mình nghe tới nhiêu đó, chả nghe nhiều quá. Cảm ơn bà con cô bác biết không, cái chùa Ba Vàng đó từ 2018 lại có những chuyện xô xát qua về vấn đề cầu xin quan gia trái chủ. Nhưng mà trong cái quan gia trái chủ đó thì có rất nhiều người họ báo tới một nhà báo, cô nữ nhà báo này nè, nguyên một cái nhà làm báo luôn nha. Nhưng mà khi bước vào cái nơi chùa Ba Vàng, quý vị biết không, nó xét từ trên tới dưới, coi mình có đặt camera, có sử dụng điện thoại hay không, phải giả làm Phật tử, khó khăn lắm cái cô nhà báo này mới vào được tới đó. Thì quý vị thấy khi tới đó thì ở trong đó có một cái người mà nó để làm sao mà một đứa trẻ nó diễn, quý vị, nó lên trên là cái con mẹ Yến này là một cái người này là đào tạo Phật tử nha, rồi lại đào tạo ra những cái giống như cái kiểu như là diễn vậy đó, một cái đạo diễn vậy đó. Con mẹ Yến này là đạo diễn cho những cái người để vong nhập vào đó để cầu xin quan gia trái chủ để kiếm tiền đó. Thì cái con mẹ Yến này là cái người hoàn toàn là ai, là một cái đạo diễn cho chương trình chùa Ba Vàng này. Thì bả là đạo diễn, thì trong đó tôi hỏi ai là cái người nhập vô cái vong đó, mà tất cả những người đó toàn bộ là những cái người trong đó là những cái người tu ở trong đó hết. Tu là gì, giống như là nữ nè, đi vô đó tu nè, bắt đầu bả luyện. Tôi hỏi quý vị xin gì, cầu xin quan gia trái chủ gì, bán đất không được cũng xin quan gia trái chủ đi vô đó, đúng không? Nhưng mà cái khoản tiền khủng nhất mà tất cả xin được quan gia trái chủ đi về á, về cái thể xác của tất cả cái người Phật tử ở trong đó cúng tiền ít nhất có khoảng 70 triệu. Cái người bệnh á cũng phải cúng dường. Dạ em chào Quỳnh Giao. Cái người bệnh cũng cúng và cái người bán không được, con mặt mụn cũng vô sinh, đúng không? Ỉa không ra cũng vô sinh, cầu xin quan gia trái chủ. Làm cái gì cũng vô đó sinh, con mà không chịu đi học cũng vô đó sinh. Thì quý vị thấy đi, một cái sự mà giống như cái kiểu như mà vô minh đó, người đâm ra nghĩ là thần thánh hay là một cái người phước mặt phước mài nào để cho ta làm điều đó như vậy. Nhưng mà họ quên rằng diễn giống lắm, diễn y chang vậy đó quý vị. Rồi bắt đầu đi vô đó, quý vị biết không, bắt đầu cái người mà để hỏi đó là ai, là con mẹ Yến. Con mẹ Yến đó, cái con mẹ là cộng đồng minh thông của mẹ Yến đó. Thì đây là cái con mẹ này dàn dựng hết toàn bộ những cái chương trình ở phía sau lưng đó hết. Nhưng trong thời gian 2018 thì không có một cái cơ quan chức năng nào hay là giáo hội Phật giáo nào để lên tiếng, trừ lên tiếng để cấm ông ta, cấm bà Yến, không cho bà Yến thuyết pháp nữa thôi. Nghệ sĩ bẩn, diễn giống là chỉ cho bà Yến, là chỉ phạt bà Yến chỉ có 5 triệu đồng thôi. Còn phạt cái ông mà trụ trì của chùa Ba Vàng, đại đức trụ trì chùa Ba Vàng, chỉ có là phạt trong vòng mấy năm không thuyết pháp, một năm không thuyết pháp hay là mấy tháng vậy đó, hình như là mấy tháng mà không được thuyết pháp đó. Thì
để cấm giáo hội Phật giáo chỉ làm việc như vậy thôi. Thì tôi xin thưa với bà con cô bác, tôi nói thật, cái chuyện này tôi đang ấp ủ từ nhiều năm rồi. Trước 2018 tôi cũng nghe một số bạn bè ở Uông Bí. Ở Uông Bí cũng giống như ở Quảng Ninh đó quý vị, cũng nói rất nhiều về ở cái chùa Ba Vàng này. Nhưng tôi không có tin. Tôi đã một lần tôi đi công việc ở Quảng Ninh, tôi có ghé đó. Đi vô nó không có cho mình đi vô đâu nha. Đi vô nó hỏi mình từ đâu đến, mình đã từng ai giới thiệu qua mình mới được đi vô. Nhưng mà mai một lần đó tôi đi với một cái anh đó ngoài Hà Tĩnh, ảnh cũng làm ở bên, ảnh cô hồi trước ảnh cũng làm ở trong tổng cục 2 mà ảnh về hưu rồi. Thì ông nói tí đi, tao dẫn mày vô đây, hai anh em mình vô thử coi. Thằng cha ổng kêu bằng Thích Trúc Thái Giang. Ông nói là thì ổng cũng là cái người đó, nhưng mà được ổng cũng không đồng tình mà. Ổng đi vô đó, thì khi đi vô đó là mình thấy, ôi trời, sao mà nó như một cái cung điện vậy đó quý vị ơi. Nó lớn mà công nhận cái chùa nó đẹp thật. Một cái sự bố trí từ trong tới ngoài nó đẹp lắm, nó đẹp cực kỳ, ở ngoài thoáng mát. Rồi ở phía sau tới ba gian, tại thì ba gian mà tới ba gian chùa lận. Thì thật sự ra thì không phải. Thì sau khi có một cái em Phật tử ở trong đó cũng đã đi tu tập, thì cũng đã tố giác với chùa Ba Vàng năm 2018 rồi. Nhưng mà đến lúc đó thì giáo hội Phật giáo không có lên tiếng một cái em này, không có lên tiếng gì từ em này, đành phải bỏ chùa đi về nhà, đi về nhà không tu tập nữa. Đến 2018 cũng năm 2018 mà đầu thì có một cái bé đó đi học mà bé bị cái khối u ở trước mặt. Bé bị cái khối u ở trước mặt đó quý vị biết không? Một cái u trước mặt của bé nó giống như nó biến hình, giống như nó mọc ở đây nè. Thì tới lúc đó đi vô đó cầu xin chùa Ba Vàng. Nhưng thật sự sau khi em bị cái khối u đó nó xẹp xuống là vì lý do một cái người bác sĩ ở bệnh viện Trung ương đã thụ cái ca mổ của em suốt 19 tiếng đồng hồ. Thì cái ca mổ đó sẽ thành công em bé đó. Em đó bây giờ cũng đã đi học, thành công cái ca mổ đó. Thì sau khi ca mổ ca đó đã xong thì chùa Ba Vàng để nhận cho rằng là đi đến chùa Ba Vàng, cho nên cái khối u của em bé này cho nên mới không còn nữa. Thì mới lấy mới quay lên YouTube lan truyền hết cho người này người kia, cho rằng là em bé này là được cái sự cầu xin quan gia trái chủ mà để cho em bé này khỏi cái mục bú ở trên mặt này. Nhưng thật sự một cái bác sĩ nữ đã lên tiếng, và cái cô bác sĩ này cũng đã lên tiếng và để vạch trần cái tội ác của chùa Ba Vàng ra. Cái chuyện không mà nói có, cái chuyện có nói không, tất cả là nhờ khoa học can thiệp, cho nên khối u của em bây giờ em ấy cũng đã đi học bình thường, và gương mặt em bé sẽ không còn biến dạng như hồi lúc trước nữa. Cái khối u trên mặt này nè quý vị đó, quý vị nếu mà cần thiết tôi nói sai, quý vị gõ lên cái YouTube câu chuyện chùa Ba Vàng và câu chuyện đứa bé trong cái khối u, rồi cái bác sĩ đó nói như thế nào đó. Thì đó là bắt đầu đó là cái anh này làm anh Thái Giang này, ảnh mới phao tin ra, ảnh nói đây là cái câu chuyện này là nhờ xin quan gia trái chủ và chùa Ba Vàng rất hiển linh, cho nên bắt đầu tất cả mọi người tấp nập vào ở đó để cầu xin. Ai bệnh cũng xin, ai đau cũng xin, ông bà nào cũng xin. Thời điểm là nhức nhối nhất, cho nên những người họ không lên tiếng được. Vì lý do gì? Vì lý do ngày cái thời điểm đó đó, nó không như bây giờ. Con người ta vẫn còn u mê nhiều lắm quý vị. Mình nói ra những Phật tử thôi, họ chửi lại mình thôi, nó càng mệt. Cho nên khi nhà báo đó, nhà báo đó cũng còn trẻ tuổi, cổ chấp nhận, cổ bị lời chỉ trích, cũng bị bên cái bọn nó cũng chửi mắng chỉ trích, nhưng đồng thời bên cạnh đó cũng có rất nhiều người đã ủng hộ cái cô nhà báo đó. Thì cái cô nhà báo đó ngày hôm nay á, thì thời gian xử lý cũng đã trôi qua. Thì thật sự đến ngày hôm nay quý vị nên nhớ, cái con trâu đứng không ai dám mổ đâu, nhưng người ta đã mổ là mổ con trâu nằm. Tại sao tất cả quý vị nói, tại sao cái chuyện này hồi xưa không nói thì bây giờ nói? Cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị cũng đã hiểu mà. Cái thế lực của giáo hội Phật giáo nó dữ lắm, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ. Nếu mà được một người mà tố giác ra, mà người khác mà được đi tù hay người khác được xử lý, thì ai người ta cũng làm được rồi, hiểu không? Ai cũng làm được rồi. Thành thử ở đây trong cái thế lực họ đang bao che cho nhau, bao che cho nhau đến ngày hôm nay. Thì đây là một cái cơ hội,
cơ hội có muôn vạn chúng sanh. Có tiếng nói đúng, bây giờ con trâu nó sắp sụm rồi, người ta mổ, ta đâu có mổ con trâu đứng đâu, mà con trâu nằm thì tha hồ người mổ, muốn mổ kiểu gì mổ. Tại vì cái cơ hội này là cái cơ hội gì? Cái cơ hội chánh pháp nó lên ngôi. Mình phải tìm cái cách nào, phải tìm cái cách nào để cho cái tụi tà giáo này không còn tồn tại nữa, để cho chánh pháp lên ngôi, để con người ta để được tu tập, để tiến hóa lên mỗi ngày, để không có được tranh đấu, tranh giành hơn thua, ấu trĩ, ganh đua, ghen ghét nữa. Để con người ta tiến hóa, con người ta tiến hóa được, con người ta trí tính được thì con người ta thông cảm với nhau. Con người ta được cái chánh pháp là con người ta, cái chuyện lớn, chuyện nhỏ ta mới hơn thua. Hiểu không? Ta hòa nhã, ta xử lý với nhau, chứ không phải như cái mạt pháp, mà cái thời mạt pháp mà giáo chủ ra lìa không được, cái bắt đầu đi lợi sinh Phật, đi xin quan gia trái chủ. Tôi hỏi quý vị, quan gia trái chủ ở đâu ra? Cả nhà gõ cho màn hình cho thọ nhân giùm em cả nhà. Quan gia trái chủ ở đâu mà ra? Quan gia trái chủ ở đây chỉ có trong miệng của các con mẹ yến đó thôi. Con mẹ này khi mà giáo hội Phật giáo phải lên tiếng, mà con mẹ này tôi không biết mẹ chưa có tu tập, không biết cha mẹ có quy y chứ tôi không biết, nhưng cái người lên ngồi ghế thuyết pháp, cái người đó thứ nhất phải hiểu về cái pháp, phải hiểu về cái pháp và thực hành trong cái pháp đó. Còn nữ mà không có cạo đầu, không có xuống tóc, không có đi, tức là bà chưa có cạo đầu, tức là bà chưa có đi tu, bà chưa có được mà thọ giới, thì lý do gì bà lên trên cái diễn đàn để bà thuyết pháp với cho muôn vạn chúng sanh nghe? Thì quý vị biết mỗi một năm chùa Ba Vàng trong những cái khóa tu mùa hè đó, quý vị biết bao nhiêu tiền khủng khiếp, hàng ngàn trẻ em đi vào trong cái nơi đó để mà đi gọi là tu, cái khóa tu mùa hè. Năm nay bây giờ hoàn thành khóa tu mùa hè thì bây giờ ông ta không nhận nữa. Tại vì sao? Đụng chuyện rồi, sao nhận nữa? Bây giờ đang lung lay rồi quý vị ạ. Đang lung lay. Tôi mong rằng tất cả bà con, cô bác, anh chị gần xa, nếu ai yêu chánh pháp, ai yêu Ngài Thích Minh Tuệ, ai mà là người trí tính, hãy cố gắng đứng dậy, hãy bảo vệ cái thời mạt pháp này để có được một cái người thầy để cứu khổ cho nhân loại, để làm cho con người ta chánh pháp, ta hiểu được, thì hãy tiêu diệt đi trong cái tà pháp này để cho con người ta trở thành, sẽ tiến hóa lên mỗi ngày mỗi ngày. Đừng có sự ấu trĩ, đừng có sự tham sân si nữa. Cái ngã tham, ngã sân, ngã si thì làm giết chết cả con người và chúng sanh. Thì mong tất cả quý vị hãy bảo vệ trong cái chánh pháp này, cũng đồng thanh, cũng bảo vệ, cũng cùng lên tiếng để dẹp luôn cái bọn ma tăng này, để cho chúng ta cảm thấy trong cái giáo pháp chúng ta cảm thấy tin tưởng. Tin tưởng mình đi đến đâu mình cũng tin tưởng đây là chánh pháp hết trơn, quý vị. Nếu mà không có Ngài Minh Tuệ xuất hiện ra cái cuộc đời này, chúng ta có được tiếng nói này hay không? Quý vị thí dụ như thấy cái chùa thằng cha Thích Chân Cu đó, bây giờ thấy thằng chả vậy mà không dám nói, có ai dám nói hay không? Không ai dám nói. Tại vì ở bên sau lưng họ có một cái thế lực rất là lớn. Hello, chào anh. Họ có một cái thế lực rất là lớn. Họ làm tất cả mọi thứ đều cái gì? Họ đều là họ nằm trong cái quyền lợi giá trị của tài chính hết. Họ không có xem có con người và chúng sanh, họ thông thêm cái dạng vật nó ra cái thứ gì hết. Tôi hỏi quý vị làm sao có sự tiến hóa? Mình nhất trí, bạn nói mình rất đúng. Thì bây giờ đây là thật sự tôi mô Phật, tôi cầu xin cho cả thế giới bình an. Tôi không xin cho tôi. Tôi ngồi nhà tôi xin cho thế giới bình an được mà. Chứ đâu phải nhất thiết tôi vô chùa, tôi phải cúng dường, tôi mới cầu xin cho thế giới được bình an. Nhưng mà tôi nói xin thưa quý vị nha, cái thế giới bình an là thế giới như thế nào? Được như Ngài Thích Minh Tuệ vậy đó, thế giới mới bình an. Còn như tất cả các ông ma tăng ngày hôm nay thì không có bình an được đâu quý vị ạ. Như cái lũ ma tăng thì không thể nào bình an được. Cái thế giới muốn bình an là phải chánh pháp lên ngôi. Mình phải tôn thờ chánh pháp. Chánh pháp là gì? Chúng ta phải tôn thờ cái sự thật. Vì cái sự thật của nó mới lên ngôi, con người ta mới cảm thấy an yên ở thế giới này. Còn nếu con người nằm ở trong cái thế giới u mê là chỉ bên bọn giáo chủ và ma tăng, để làm cho con người ta càng ngày càng đau khổ đi, càng sân si đi, càng đối kỵ đi, thì quý vị cũng đã thấy rồi. Quý vị thấy không? Ngài Thích Minh Tuệ có làm gì ai đâu. Tự nhiên các ông để lên tiếng, thằng này không chịu, con kia không thích, ổng tu như vậy. Các ông có thích không thích thì đó là chuyện của các ông. Hello, cảm ơn anh. Thích
không thích là chuyện của các ông. Các ông muốn không muốn là chuyện của các ông. Các ông làm không làm là chuyện của các ông. Nhưng ở đây người ta đi tu là chuyện của người ta. Ở đây đi tu không có phải mà các ông chê người ta, người ta mới tu, mới ta người ta nghỉ tu, mà các ông khen người ta mới tu, đâu có cần thiết điều đó. Chê người ta cũng tu, khen người ta cũng tu, không chê không khen người ta cũng tìm con đường chánh pháp, hiểu không? Chứ không phải con đường chánh pháp là đợi người ta khen. Khen chê người ta, tại vì người ta tu cho người ta mà, chứ người ta đâu phải tu cho thiên hạ đâu. Người ta cu tu, người ta lấy được cái chánh pháp, người ta mới cứu được cho muôn vạn chúng sanh. Còn các ông tu, các ông cứu lấy mình à. Tại sao tôi chỉ các ông tu, các ông cứu lấy một mình? Các ông có đem ra những cái giáo pháp nào hay để ban rải cho chúng sanh không? Học pháp thì học không ra gì, sửa pháp lại, sửa cái giáo pháp lại. Còn á, thực hành thì không thực hành, mà ngồi để giảng pháp ai nghe? Ai nghe? Một cái người cha nó lú thì còn chú nó khôn. Hằng cha nó lú sau này có một chú nó khôn. Ủa tại sao anh nghe pháp kỳ vậy? Nhờ có nồi cơm điện đó. Cho nên ở đây chúng ta tôn thờ nồi cơm điện, tôn thờ thầy Thích Minh Tuệ. Đó là nhất định phải tôn thờ ngài Thích Minh Tuệ. Cả thế giới tôn thờ. Còn các ông có tôn thờ, các ông có chỉ trích thì cái chuyện nó không ăn nhầm gì hết trơn. Các ông ghét bỏ cũng được. 1 tỷ người người ta yêu, 2.000 tỷ người ta yêu, mấy chục ngàn tỷ người yêu, yêu mến của ngài Thích Minh Tuệ. Mà đối với mấy ông là chỉ là nó không có thành vấn đề. Tôi cho các ông dãy dụa đó, cung kính những bậc chân tu. Mình cung kính chứ, mình cung kính gì? Những người không tham. Chứ đừng có nói ở đây á, mấy anh nói là trời ơi chùa này các ông đón tiếp từ đại gia, các ông đón tiếp những người có tiền. Chúng tôi là người đón tiếp những người chân không đầu trần. Chúng tôi đón tiếp và tôn thờ những người chân không đầu trần. Còn các ông đón tiếp những cái người giàu có nè, có tiền nè, có xe nè, có điều kiện nè, có quan chức nè. Còn chúng tôi không, người dân chúng tôi chỉ đón thờ một cách, tôn thờ một cách rất đơn giản. Đầu trần, chân đất là chúng tôi tôn thờ. Chừng nào các ông đầu trần chân đất đi, các ông mới cứu được cho chúng sanh. Để nhìn thấy chúng sanh thấy ông này không tham, đúng không? Cho nên cái chùa Ba Vàng này tôi nói thật, ai mà vào điều tra đi nó khủng khiếp. Các ông chưa có lấy một cái pháp gì để làm cho chúng sanh cảm thấy mà tin tưởng. Chỉ có những kẻ vung, những kẻ tham lam mới đến cái ngôi chùa các ông thôi. Tham lam là gì? Dạ thầy ơi, con muốn đến con xin cái này. Vừa rồi đó thầy, hôm bữa con quên tới thầy, tự nhiên con lãnh vuột cái công trình đó, con ký hợp đồng đó, hợp đồng đó con bị vuột. Tất cả các chùa của ông để che chở và bảo vệ cho những con người tham lam. Ở cái cuộc đời này, ở xã hội này, tất cả những đức đó tối cao không bao giờ cho con người ta tham lam. Những con người tham lam là chỉ là tà pháp chứ không phải là chánh pháp. Quý vị thấy không? Tại sao ngài Thích Minh Tuệ tất cả mọi người hãy buông bỏ hết đi, nhưng ở đây các ông lại nắm hết. Một người buông, người nắm, đúng không? Buông thì nó nhẹ ha, nắm là nhẹ quý vị. Nắm thì chắc chắn sẽ nặng hơn buông chứ. Nhưng tại sao các ông không buông? Nhưng mà các ông lại ngược lại kêu người ta buông, mà các ông lại nắm. Nó ngộ chỗ đó đó. Lên giảng toàn là nói, nào là địa ngục nào, quan gia trái chủ á, mình mà không cúng nó đòi đấy, nó đòi đấy, nó đòi đó. Trời ơi, cỡ như thầy thì giàu thì tiền cái gì thì có, thì chả có làm gì đâu. Mà đi chùa mà hãy các ông này đi chùa, từng Phật tử từng đi chùa ổng, mà đi chùa người khác là ổng nói tí nói sủ nói quạ nói nhiều. Mình cúng cái gì á, mình đi ai mà bảo là cái người mà đi chùa nghèo đó là có phúc, đi chùa giàu đó, cái quan điểm nó sai đi nha. Mình đầu tư vào những cái mảnh đất nó có màu mỡ chứ. Ủa sao kỳ vậy? Cái người nghèo ta được thương, có ai thương người giàu không? Đúng không? Chúng mày toàn thờ lũ đầu trần, chân đất, như vậy thì nhà sản xuất giày dép phá sản hết rồi. Tôn thờ đầu trần chân đất phá sản hết rồi. Thấy quý vị thấy không? Đó là cái bọn giáo chủ đó, bọn giáo chủ nó vô á.